Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ tuyệt đại ma đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. quả thật nếu là có thể trở thành người kế nhiệm của minh vương chỗ tốt tự nhiên hưởng dụng vô cùng nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì chỗ không tốt cũng không có ít ít nhất một khi trở thành người kế nhiệm minh vương tất nhiên phải đem những gì trong quá khứ của hắn kế thừa tỉ như là bằng hữu huynh đệ còn có địch nhân bằng hữu của minh vương lôi động chưa từng nghe qua nhưng địch nhân của hắn thì đã như sát đánh bên tai đây chính là đường đường tạm giới trí tôn có thể nói đạt trình độ cao nhất toàn thế giới này. Đem tam đại giới trí tôn mà trở thành địch nhân, đây cũng không phải là chuyện tình có thể đùa giỡn. Bằng thực lực bây giờ của lôi động hắn, tam đại trí tôn tùy tiện duỗi đầu ngón tay ra cũng có thể làm bình chết cả ngàn lần. Chưa nói chi là người ta muốn đối phó với chính mình, cả ngón tay, đầu đều không cần động. Chỉ cần ánh mắt là có thể khiến cho nó vô cùng, có vô số cường giả cao thủ bán mạng cho họ cho dù lôi động một trăm cái có một trăm cái mạng một ngàn cái mạng cũng không muốn là địch nhân của tam đại trí tôn nhưng sự tình như thế này không phải do hắn có thể lựa chọn chỉ cần thân phận truyền nhân mình Vương hắn bạo nộ đi ra ngoài không thể nói trước ngày hôm sau tam sẽ trí tôn phái người đến giết tận cửa để tiêu sát dường nghiệt hơn nữa cây tỏ đón gió lớn hoàn toàn không phù hợp với hành vi và tác phong của đời động hắn ngược lại tình nguyện vụng trộm tích góp từng tí một thực lực hắn thờ phụng chính là chiến lược quảng tích lương thực trì hoãn xương vương nhưng mà quay đầu lại suy nghĩ một chút thì cảm thấy mà đấy tựa hồ cùng tam đại trí tôn cũng có thủ oán rất lớn mà chính mình kế thừa y bát của ma thế từ một ý nào đó mà nói thì đã có quan hệ với tam giới trí tôn kiếp trước một chuyện cũng giết mà hai chuyện cũng sát thì nơm nớp lo sợ mất đầu còn không bằng thừa cơ kiếm nhiều tiện nghi hơn một chút nghĩ đến đây đội động trên cơ bản đã xác nhận mình có thể chấp nhận thần phận người kế thừa rồi. Trong lòng cũng có cảm giác đồng ý. Nhưng trên mặt lôi động vẫn hiện ra bộ dạng cực kỳ khó xử, không tình nguyện mà nói. Tiền bối, vạn bối chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Nếu làm người kế nhiệm mình vương, sợ là không đủ tư cách. Tu vi tạm thời thì không có sợ. Ngân sắc khồi lỗi một ngụm bác bỏ lý do của lôi động rồi nói. Trước đó ta xem xét người tu luyện bình vương thối thể quyết tuổi ta còn chưa tới một trăm. Hay là nói chuyện tới trăm tuổi đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, quả nhiên có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là so với mình vườn điện hạ lúc trước, cũng muốn nhanh hơn nửa phần đấy. Chưa đủ trăm tuổi sao? Lời vừa nói ra đã khiến cho ánh mắt của mấy khối lỗi đại biến. Họ nhìn về phía lôi động, không còn thần sắc kiều ngạo nữa. Ngay cả tà phượng, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. tà phượng, nàng được gọi là tuyệt thế, tuyệt thế thiên tài của mình phượng nhất tộc có huyết mạch viễn cổ thuần khiết và hùng hậu. Nhưng mà so với lôi động thì dường như còn kém một khoảng lớn. Trước kia ta vẫn cùng lôi động ở chung, bất luận mặt ngoài như thế nào. Nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác ưu việt hơn. Thần phận, địa vị, tu vi, thiền tư, linh bảo, vân vân và mây mây, nàng đều rất tự phụ. Nhưng hôm nay, ưu thế lôi động đã lộ ra trước mặt của nàng. Luận thân phận địa vị, lôi động chính là truyền nhân của trí tôn mà đế. Luận tu vi cùng thiên tư lôi động tuy rằng sinh sau đẻ muộn nhưng đến tuổi của hắn cùng ba đế truyền thừa sớm muộn có một ngày có thể đuổi theo tả phượng nàng về phần linh bảo tuy nói tả phượng tự nhận là phượng vũ cửu thiên của nàng chính là linh bảo cường đại bên trong sáu vực cửu châu nhưng nếu so với linh bảo mà minh vương tự mình luyện chế thì còn kém xa dù là hiện tại nàng chưa biết công dụng của hỗn độn chí bảo là gì tù vi cùng thực lực chính là căn bản để con người ở chung với nhau không có quan hệ gì với việc có định bợ hay không. Đó là luật rừng nguyên thủy. Hiện tại tuy không phải loạn thế, nhưng vẫn là thế giới của nhược nhục cường thực. chân lý từ cổ chí kim không bao giờ thay đổi. Chỉ là lối động trả lời mơ hồ như thế, khiến cho sắc mặt khôi đối không hài lòng. Thế nhưng, hắn đành trực tiếp làm rõ một chút. Vạn bối có ý tứ là nói, vạn bối trở thành người kế nhiệm minh vương, cần gánh trách nhiệm gì? Trách nhiệm ư, ừ, tự nhiên là cần kế thừa nguyện vọng của minh vương, lớn mạnh cùng quỷ tộc, dùng quỷ tộc mà sừng bá tam giới sáu vực cửu châu rồi. Ngân sắc khôi lỗi hơi trầm ngầm nói, bận qua bây giờ còn phải nhiều hơn một cái, đó chính là hy vọng người có thể tìm được nguyên nhân mất tích của Minh Vương Điện Hạ lúc trước. Nếu như Minh Vương Điện Hạ có cái gì ngoài ý muốn, thì ngươi phải đi báo thủ cho ngài. Lôi động trì trệ một lúc, bản thể của ngân sắc khôi lỗi này hẳn là quỷ đế, nếu không thì sao có thể không hiểu hết ý nghĩa của câu mình nói lôi động lại vừa định mình rõ một chút, thì tả phượng đột nhiên nở nụ cười lạnh nói. Mình vườn điện các người lúc nào cũng tự cho là đúng. Lên tiếng ngậm miệng đều là trách nhiệm, đều là nguyện vọng. Bản thân ta là muốn hỏi một chút, nếu là kế thừa mình vườn điện, phải canh phát trách nhiệm này có chỗ tốt gì không? Nếu không có, thì ai đi làm cho người chứ? Rất hiển nhiên, nàng đã nhìn ra lôi động muốn tìm được một chỗ tốt, nhưng lại không dám lên tiếng sợ mất lòng với tên khôi lỗi này hôm nay bất trí bất giác, một lòng tha phượng đều đặt trên người nội động. Nếu hắn muốn làm người tốt, thì đương nhiên là nàng phải gánh cái danh ác nhân rồi. Chỗ tốt sao? Ngân sắc khối lỗi sững sờ. Hắn cực đại đích xác không có nghĩ qua sẽ đưa cho người kế nhiệm chỗ tốt gì. Bởi thời gian ngủ say quá lâu, linh trí sẽ trở nên trì độn. Hơn nữa, hắn lại bị luyện chế thành khôi lỗi, thì linh tính đã bị hào tổn. Trong ý thức của hắn, thì người kế nhiệm bình vương đã là vinh quang vô cùng to lớn rồi làm gì còn có chỗ nào hơn nữa. Tạ Phượng tính dung đồn động, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Người không phải là ngay cả nửa điểm chỗ tốt đều không có phải. Lại công việc khổ cực như vậy, nếu như không có chỗ tốt thì ai mà đi làm đây? Tạ Phượng vô cùng phối hợp tiếp tục nói. Theo ta thấy, đã thân là người kế nhiệm Minh Vương, thì cả cái Minh Vương Điện tự nhiên là thuộc về lôi động rồi. Đến lúc đó, thiên tài địa bảo trong điện, linh đàn diệu dược cùng trận pháp, thị vệ, vân vân và mây mây, lôi động đều có thể sử dụng chứ? Không được, bào tọa của Minh Vương Điện chỉ do Minh Vương Điện hạ ngồi, người kinh nhiệm không có quyền điều động bất luận tài nguyên gì trong đó. Ngân sắc khôi lỗi lắc đầu không ngừng mà nói, trừ phi lôi công tử hoàn thành trách nhiệm của mình, truy ra hành tung của Minh Vương Điện hạ, cuối cùng chính thức đảm nhiệm Minh Vương thì mới có tư cách sử dụng tài nguyên. Lôi động cùng tà phượng, hai mặt nhìn nhau, tuy nói sớm biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ mấy tên khôi lỗi này lại keo kiệt đến như thế, tận là ngoài ý định của người ta. Đạo lý rất đơn giản, mặc dù nói thời điểm bình Vương luyện chế những khôi lỗi thị vệ đều là cường giả quỷ tộc, nhưng mà Minh Vương cũng không phải đố ngốc, nhất định sẽ động tay động chân vào lúc luyện chế khôi lỗi, tính như thừa cơ xuyên tạc một chút thần hồn ký ức của khôi lỗi, trình độ trung thành, phải toàn tâm toàn ý dùng để chủ nhân là chuẩn pháp tắc cho hành động của mình coi như là lôi động là người chưa từng luyện chế khôi lỗi cũng có thể phỏng đoán được tính chất là tất yếu của nó dùng trí tuệ của minh phương lại làm sao cân nhắc không đến điều quan trọng cơ bản nhất khi luyện chế khôi lỗi nếu không vất vả hào phí cả một đại giá luyện chế một khôi lỗi tự có linh trí không thuộc về mình thì không thể nói trước lỡ có một ngày khôi lỗi khó chịu rồi đem chủ nhân bán đi cũng có khả năng đấy đã phải dùng mạng sống con người cùng lợi ích của chủ nhân làm chuẩn tác cho hành động thì tự nhiên không có khả năng không cách nào xác định chủ nhân đang ở tình trạng sinh hay tử đã đem hết tài sản tánh mạng của chủ nhân đưa cho người khác sử dụng ngân sắc khỏi lỗi tự chủ mời đôi động đảm nhiệm người thừa kế chỉ sợ cũng là ôm lợi dụng lồi động một chút xem có khả năng tìm được nơi hạ lạc của minh vương hay là không mà thôi đương nhiên cũng chưa hẳn nếu như là lão chủ nhân đã mất đi vậy thì hắn sẽ có nguyện vọng giúp đỡ đôi động làm tân chủ nhân. Dù do lôi động thoạt nhìn rất có tiền độ, mà quan hệ cùng Minh Vương Điện Hạ dường như rất sâu đấy. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền phải hỏi cho rõ ràng. Ta Phượng bắt đầu vì lôi động mà giành lại quyền lợi, năng trừng lớn Mỹ Mâu cũng không quan tâm đối diện là bốn cường đại hóa thần hồi đối. Theo lý cố gắng mà nói, lôi động hiện tại chỉ là nguyên anh trung kỳ, dùng tu vi hiện tại của hắn như thế nào giúp các người đuổi theo trà trung tích của Minh Vương. Đồ Ngọc cũng biết, nếu đã tồn tại có năng lực tổn thương hoặc là vây khốn mình phương điện hạ, thì tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nói chuyện tình này, nếu như mạo hiểm mà bị tam giới trí tồn phát hiện mà diệt trừ, thì người nói xem có ai chịu đi làm đây. Tạ Phượng tại thời khắc này, phẳng phân đã trở thành người phát ngôn của lôi động. Có lẽ tại buổi đạo lý đôi nhận sự thế, nàng không hiểu thấu bằng lôi động từ tầng dưới chót đi ra. Nhưng đảm nhiệm nhất tộc thủ lĩnh lâu rồi, tham dự đàm phán lớn nhỏ không ít, đương nhiên phải làm thế nào mới có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất thì ngược lại là sở trường của tạ phượng nàng gần sắc hồi lỗi trầm ngầm một chút thần điểm hướng ra phía ngoài mơ hồ có chút sóng động không tiếc một khắc hắn bắt đầu đáp lời nói đã như vậy chúng ta có thể dự đoán trả tiền cho lôi công tử một đám thiên tài địa bảo trợ giúp cho hắn tăng tu vi lên bất quá bởi vì quyền hạn vấn đề chúng ta không có cách nào điều động số lượng quá nhiều Kỳ thật, đội động trước đó đã suy đoán ra bảo tọa minh vương điện khẳng định còn có một trí não y hệt chúa tể khống chế hết thải nhưng mà những chuyện gì giữ gìn bổn dùng trận pháp như là làm tỉnh lại hộ vệ đến phòng hộ nếu không những người thị vệ như thế nào biết được có người đến sầm lấn cửa chứ nhất thời không cách nào bắt được xâm nhập lại xuất động thủ vệ mạnh hơn đạo lý rất đơn giản đó chính là minh vương điện có một loại tồn tại giống như khí linh tạm thời thay thế minh vương hành xử một ít sách được phòng vệ đây không phải là sự tình hiếm có mà là một lẽ thường tình ta phượng cùng lôi động đều song song thở dài một hơi khi linh núp trong bóng tối mình vương điện tự hồ có chút buông lỏng rồi đã có chỗ buông lỏng thì chuyện này cũng dễ làm hơn chỉ sợ đối phương liều chết ngạnh kháng không hiểu được điểm biến báo vậy thì là phiền toái to rồi phải biết rằng lôi động vừa vặn lên đi khi đình trí bảo đồn huống chi mạng của một người một phượng còn có một đầu huyền xà đều nằm trong tay của khi linh bình vương điện đối phương một khi cái gì đều không để ý mà trở mặt vậy thì ai cũng chịu không đổi rồi chỉ cần chịu hơi có một chút buồn lòng thì mới là chuyện tốt Tạp Vương lúc này thi triển ra nhiều siêu tuyệt thủ đoạn tranh thủ lợi ích bắt đầu nói nhăng nói cuội thông qua khối lỗi bảo bạc cùng khi linh phía sau màn bình vương điện mà đàm phán lại đang không ngừng sử dụng công phu sư tử ngoạm thăm dò quyền hạn cùng điểm bấu chốt khí linh mà đôi động tức thì ở một bên tiếp tục giả vờ người vô tội nhưng dùng thần niệm không ngừng cùng tà phượng cầu thông hấp thụ càng nhiều lợi ích thì càng tốt được đôi động ám chỉ nhắc nhở tà phượng không ngừng vì đôi động lên tiếng đòi hỏi 10 khối lỗi màu bạc làm hộ vệ nhưng khi đình thả trên cũng không nghe thẳng đến cuối cùng mới tính toán làm bình bạch mình vương điện cụ say thời gian quá dài rồi dùng thời gian ức năm mà tính lục trường rất nhiều khối lỗi hộ vệ đã triệt để hư hào, không cách nào có thể dùng được nữa. Hôm nay Minh vương điện to lớn như vậy, cũng chỉ dùng được vẹn vẹn, có hai đồng, hai ngân, bốn khối lỗi. Mà khi Minh Vương còn ở lại Minh Vương Điện, đã hạ lệnh bảo vệ Minh Vương Điện. Mà bản thân của Khi Linh cũng không cách nào làm trái lại lệnh của Minh Vương, đem khối lỗi còn thừa đưa cho lưu động làm hộ vệ. Nhưng Tà Phượng thì kiên nhẫn tiếp tục, vừa nhõng nhẽo, vừa cứng rắn, ý đồ chui vào những lỗ hồng để tranh thủ thêm chút lợi ích một cỗ hóa thần kỳ khôi lỗi tại niên đại của minh vương đình khí cùng vật tư đều là tài nguyên dồi dào không phải nghịch bảo kinh thiên gì nhưng hiện tại bên trong sáu vực cửu châu ai có thể đạt được một cỗ hóa thần kỳ khôi lỗi không đói có thể tung hoành thiên hạ vũ đội vô địch nhưng thực sự tuyệt đối là một nhân vật nổi tiếng sức chiến đấu của hóa thần kỳ bên trong sáu vực cầu châu đúng là hy hữu Tù trần thế giới khang châu to như vậy từ một gã hóa thần kỳ cường giả cuối cùng tọa hóa cách đây vài nghìn năm trước thì đến nay đều không ai có thể tấn cấp đến trình độ hóa thần nữa thế cho nên ngay cả một thái nhất tông tùy tiện đến vài quyền anh tu sĩ đều có thể làm mưa làm gió tại khang châu nếu không có sức chiến đấu của hóa thần kỳ tọa trấn thì kết cục có thể nghĩ đến lôi động đối với hóa thần khôi đổi cũng cực độ khát vọng tuy nói bản thân của hắn đã bắt đầu tham dự đến cấp độ của hóa thần từ nhận thức cùng giao hảo hóa thần cũng có mấy người. Nhưng là thực lực của người khác là người khác, không phải của mình. Chỉ có thực lực của mình mới là vương đạo. Chỉ có chính mình có mới là tốt nhất. Quấn chỉ kế tiếp muốn chạy địa bàn của điểu nhân ở quang minh vực, có thêm một hóa thần kỳ khối lỗi thị vệ sẽ gia tăng xác suất an toàn và thành công của mình lên thật lớn. Thời gian cứ dần qua, song phương đều có chút đã mất đi kiên nhẫn. Đàm phán đã gần tới mức giới hạn chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh vang lên chấn công sản chấn động thật lớn lộ động ngẩng đầu hướng vòng bảo hộ của mình lại đã thấy từng đợt rùng động cợn sóng nổi lên bốn phía phòng ngự trận pháp của mình phường điện tự hồ đang bị người ta xâm nhập công kích Khổ lỗi màu bạc lập tức thi triển một pháp thuật đơn giản hướng ở bên ngoài pháp trận thông qua ảo thuật ở trước mặt mọi người lập tức hiện lên chỉ thấy bên ngoài phòng ngự trận pháp lờ lửng là ba người chính giữa cầm đầu là một tiểu ải tử là áo giáp màu đen, đang ôm hai tay, một bộ khí định thần nhàn, nhìn hộ thuẫn trận pháp. Một người khác thần cao mấy trượng, là một tráng hán với cửa bắp cuồn cuộn như đá, trực tiếp cận thận, dùng tương quyền rắn chắc, oanh vào bên trên vòng bảo hộ. Lực lượng của hắn cường đại đến trình độ khủng khiếp. Mỗi một quyền xuống dưới, vòng bảo hộ đều sinh ra một cỗ bà động kịch liệt, thoáng ảm đạm đi một phần. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ta vững sắc mặt hơi đổi. Lực lượng nắm đấm của tráng hán này cũng thực là quá cường đại. Dù sao chính nàng cũng từng thử oanh kích phòng hộ hộ thuẫn này, nhưng hiệu quả không thể bằng trang hán này được. Có thể thấy được được công kích của trang hán này còn mạnh hơn cả tà phượng một mảng lớn. Nhìn tương quyên tương quyên, bộ dạng rất bình thường, nhưng mà chỉ cần một ngọn núi trước mặt hắn cũng sẽ bị đánh nát. Bên cạnh người cầm đầu là một nữ tử dáng người kiểu bị. Trên mặt mọi thời khắc đều có một xuân ý nhộn nhạo, rất có bộ dạng thành đạo nhàn vân, lời biếng khỏi động rủ hoa. Dù sao, là giống như là một kiện linh bảo không ngừng chậm rãi xoay tròn, tản ra từng cơn bảo quang. Thình đình đem âm lôi phụ cận, ngừng tụ và dẫn dắt tới đỉnh rủ, sau đó ầm ầm đánh xuống. Âm lôi kích phá lên rủ hoa, phẳng phất như trâu đất xuống biển, lại không một chút tung tích. Người luôn cầm đầu đứng ở giữa, phẳng phất như phát hiện mọi người đang nhìn. Tức thì hai con người hắn thoáng nhìn phía này. Chỉ nghe hắn thuận miệng hừ lạnh một tiếng, trong mắt điện quang lóe lên nhấp nháy cảnh tượng ảo thuật bên phía đám người đồi động lập tức như tuyết bị hòa tan hóa thành một đám sương mù lượn lờ đội động cùng tà phượng hai mặt nhìn nhau một phen đều là từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc ba người này cho dù là khí thế hay là từ bề ngoài chắc chắn không phải là kẻ tầm thường chỉ sợ ít nhất là bà cường giả hóa thần sơ giai trên thực tế cũng tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ dù sao trong hư không u ám này yêu thú cường đại tùng hoành nguyên anh tu sĩ rất khó chạy đến nơi đây mặt từ nét mặt của bọn hắn cùng chuẩn bị linh bảo mà xem ra tự hồ cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham mà đến là do có chuẩn bị vì tiêu trường một ít hiểm nghi lôi động dẫn đầu nhíu mày mở miệng hỏi tả phương tiền bối người tân cấp hóa thần đã lâu từng tiếp xúc với nhiều cường giả đồng cấp không biết là có nhận ra ba người này là thần thánh phương nào không nào có thể đoán được ta phượng chiếu hai hàng lâu mày sau khi trầm ngâm vấy hơi chậm rãi bắt đầu nói bên trong sáu vực cửu châu tất cả hóa thần cường giả ta không dám nói toàn bộ đều biết rõ cùng nghe nói nhưng ít ra vượt qua chính thành là có ở trong tin tình, tình báo của minh phượng nhất tộc Chỉ ven ven có số ít ẩn tàng hoặc là lánh đời vĩnh viễn không xuất thế thì mới thiếu tin tức tình báo nhưng bao nhiêu cũng có thể biết được một ít đại khái chỉ là ba người này từ khí đổ tới dáng vẻ ta mới gặp lần đầu lộ động biểu lộ càng nghiêm túc. Sau vực cửu châu, nếu nói nó lớn thì đích xác rất lớn, nhưng nếu nói nhỏ thì thực sự rất nhỏ. Phạm đa những thế lực cỡ lớn đều có mạng lưới tình báo cường đại. Mà hóa thần kỳ, tuyệt thế cường giả, muốn hoàn toàn không người nào biết là một chuyện rất khó khăn, không phải dễ dàng gì. Tuy như Khang Châu đồng hải giả xoa vương, tuy rằng hắn cực ít sông pha bên ngoài, nhưng lục vực cửu châu bên trong chỉ cần hơi có chút thực lực thì chính mặt đại nhân vật đều không thể trốn trách được mặc dù chưa từng gặp hoa giả xoa vương nhưng ít ra cũng sẽ nghe nói đủ chuyện về hắn dù sao hóa thần kỳ cường giả thật sự quá hiếm có như đã nước sơn đen có một vệt trắng thì dù rất nhỏ cũng vô cùng bắt mắt tạp phượng nói là mới gặp lần đầu sự tình tự hồ có chút không ổn rồi nên là xuất hiện một hóa thần cường giả không muốn người biết tình như lôi long phòng kín trong không gian xuất thế Đấy còn có chút khả năng thế nhưng bảo thoáng cái xuất hiện ba nhân vật như thế này thì tỷ lệ thật sự là nhỏ đến đáng sợ. Như thế chỉ có một khả năng, chính là ba tên hóa thần kỳ cường giả này chắc chắn không phải là người sinh sống ở tại lục vực Cửu Châu. Như vậy, khả năng duy nhất là tới từ vực ngoại. Nhưng vực ngoại mà có người mạnh như thế lại cùng khu vực với lục vực Cửu Châu. Tương đối là rất khó có khả năng là tới từ tiền ma linh tạm giới. Tạm giới tuy rằng tồn tại đi ngược chiều thông đạo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vãng lai chỉ cần phía dưới có người tiếp ứng, xác nhận không gian tọa độ, một ít đại năng cường đại liền có thể lợi dụng phương thức hình chiếu hàng lâm đến lục vực cửu châu. Trừ chuyện đó ra, còn có một cách chịu trả một cái giá tương đối lớn để lợi dụng phân thân thuật, trực tiếp phân trong một bộ phận thần hồn, dùng phân thân hàng lâm lục vực cửu châu. Đương nhiên, bất kể là có thể là có hình chiếu cũng tốt, phần thần cũng thế thôi. Bởi bên trong lục vực cửu châu cũng không phải là người nào cũng có thể đảm được. Bình thường đều do hợp thể kỳ cường giả đảm đương loại nhiệm vụ này. Họ thường rất am hiểu, đem hình chiếu phủ xuống thời giờ, thường thường đã có thể có sức chiến đấu nguyện anh kỳ. Mà một khi phân thân hàng lâm, ít nhân cũng có thực lực hóa thần sơ dài. Về phần lại hướng lên một ít đại năng lực giả, có thực lực sẽ không quá là nguyện ý dùng loại phương thức này mà hàng lâm. Mặc dù nói có chút cường đại tồn tại hạ phần thần xuống có thực lực luyện khí hư kỳ. Thế nhưng, bởi vì tốn hao một cái giá quá lớn, đám đại năng giả đó sẽ không nguyện ý làm ra loại sự tình tổn hại bản thân mà không có chỗ tốt đó. Từ đó mà suy ra, ba tồn tại hóa thần kỳ này có khả năng là phân thân của hợp thể đại năng xuống hạ giới. Một khi hạ giới, xuống đấy sẽ có sức chiến đấu của hóa thần sơ dài. Nhưng vấn đề là bản tồn gửi ta chính là nhân vật hợp thể kỳ, tù vì cấp độ cực cao, đối với lý giải thiên địa pháp tắc cùng kinh nghiệm chiến đấu, trình độ thuần thục cũng vượt xa tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Đây cũng không phải là chuyện tình có thể đùa giỡn, song phương đều đã giai vị tương đương, hóa thần cường giả bản thổ sáu vực cửu châu đến đơn độc đả đấu, thường thường không phải là đối thủ của bọn họ. Phải cùng giai vị lực lượng đi áp chế, hoặc là đo liên thủ ngàn địch mà có thể chiến thắng cường giả đại năng phần thần hàng lâm. Lôi động có thể nghĩ vậy, thì ta phượng lại làm sao có thể không tưởng tượng được đồng dạng thân sắc của nàng nghiêm túc nói. Lồi động, cái này tự hồ tương đối phiền toái. Thấy khí thế của ba người này, nếu như ta ở phòng đỉnh phong, thì có thể là miễn cưỡng ứng phó một kẻ. Nhưng mà hiện tại, ta trước đó bởi vì chiến đấu mà tiêu hào rất nhiều lực lượng. Bây giờ đối với nửa người trong số đó cũng không có chống đỡ nổi. Từ khí chất của ba người mà xem ra, thì không giống như là người của tiên giới hoặc là ma giới. Vô cùng có khả năng là người cường giả đỉnh giới phần thần hạng lâm. Ta Phượng nói như thế, thứ nhất là cáo tri cho đội động cùng khí đình của bình vương điện tình hình thực tế Thứ hai cũng cự bỏ hiểm nghi của đội động chứng minh nàng không liên quan tới ba người bên ngoài miễn cho khí đình bình vương điện có lòng nghi ngờ khiến cho nội bộ bất ổn ánh mắt của khôi lỗi màu bạc cũng nghiêm nghị nói ba người này hẳn là người từ linh giới tới tráng hán đó là cự nhân hoàng cổ chiến tranh chính tông chỉ có hoàng cổ cự nhân nhất tộc mới ưa thích trực tiếp sử dụng quyền chiến đấu mà nàng kia bản thể tự hồ là một xích luyện thần già, huyết mạch thuần khiết. Về phần tiểu hải tử, tự hồ có bí thuật khác không thể nhìn ra chân tướng của hắn. Nhưng khí tức của hắn thì trong ba người là mạnh nhất, không sai biệt lắm có khí tức hóa thần trung dai. Ba người này chỉ sợ lại giả bất thiện, cực kỳ khó đối phó. Phe này phán đoán chỉ sợ không phải đến từ chính khối đỗi bảo bạc mà là khi linh trốn phía dòng bình vượng điện. Nhưng mà trong nhánh mắt này, từng người đều là đình chỉ tranh chấp cùng co kè mà cả trong lòng nhất trí nghĩ cách đối ngoại. Đây không phải đối động cùng tà phượng đàn đổ ngốc, chỉ có điều từ trước đến nay, nghe nói người trong tam giới đều tự cho mình là đúng. Phòng cách làm việc dị thường bá đạo, hoặc là không hạ giới làm việc, hoặc một khi đã hạ giới, thường thường sẽ nhắc đến một tràng tình phòng huyết vụ. Ngoại nhân đứng bên ngoài xem cũng sẽ bị kéo liên quan đi vào. Thứ nhất là có thể che đậy hành tung cố sự của họ. Thứ hai, phạm là dùng phân thân người hạ giới và cần thiết trả một cái giá quá lớn. Bộ phận thần hồn cùng lực lượng phần thần hạ giới, cùng lực lượng, không có khả năng lại thu về sử dụng lại. Mà bản tôn ở thượng giới, ít nhân cũng đầm vào cục diện nguyên khí đại thương. Nặng thì sợ đã sẽ phải ngạnh xanh hạ xuống một cảnh giới. Tổn hại nặng nề như thế, thường thường đại năng phàm đã hạ giới đảm việc chỉ nhận, thì trong phòng đều tồn tại một cỗ bảo ngược khó nói đến đời. Vì thế để hoàn thành nhiệm vụ mà không hề kiêng sợ bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, một khi ba cường giả linh giới công phá mình vương điện, như vậy thì vì diệt khẩu cũng tốt, vì phát tiết cũng tốt, tuyệt đối là không có khả năng buông tha cho đám người đồi động cùng tà phượng. Đã liền tới tính mạng, thì liền thủ là chuyện tình đương nhiên. Chỉ ngăn gồn tầm bởi nhịp thở thời gian, tà phượng liền cung kính cùng ký linh của mình vương điện đạt thành liên thủ cùng một mục đích cản địch. Mà ký linh minh vương điện cũng cực kỳ hào phóng, tự mình để cho một khối lỗi màu vàng xanh nhạt từ trong bảo khố mang tên vài bình đàn dược. Lôi động cùng tà phượng mỗi người hai bình. Tà phượng mở nắp bình ra nhẹ nhàng kẽ khởi. Khuôn mặt của nàng lúc này liên lộ ra vẻ vui mừng, thở nhẹ rồi nói. Không ngờ là tiên thiên linh đan. Cách gọi là tiên thiên, tức là hỗn độn. Ý của tiên thiên linh đan chính là đan dược dùng chủ dược là hỗn độn linh dược, luyện chế mà thành đan dược. Hôm nay ở bên trong lục vực cửu châu, tài nguyên cực độ thiếu thốn, trừ phi chính là đụng phải đại vận, nếu không muốn đặc biệt tìm kiếm một dược liệu hỗn độn thì quả thực còn khó hơn cả lên trời Khách quan mà nói thì do với tiền tiền định bảo tiền tiền linh đàn càng thêm rất thưa thớt Đạo lý có thể nói rất đơn giản tiền tiền định bảo có thể để lại chuyển lưu cho dù là hư mất cũng chỉ có chút hy vọng cùng cơ hội chữa trị Nhưng tiền tiền linh đàn loại bảo bối này ăn bột hạt thì ít tìm một hạt Một lúc sau tiền tiền định đàn tại sáu vực cửu châu cơ hội biến mất hầu như không còn có thể nói trên đời hiếm thấy. Duy nhất để cho Tà Phượng hơi cảm giác tiếc nuối, chính đã lấy được hai bình tiền tiền linh tan một một bình chỉ vẹn vẹn còn có một viên. Nói cách khác, mỗi người chỉ có hai viên mà thôi. Khổ lỗi, thầy kinh linh nói chuyện lên tiếng. Chúng ta song phương tạm thời đã đặt thành hiệp nghị cộng đồng ngàn địch, được gọi là đồng minh, là bổn linh chỉ có quyền hạn, có thể tự chủ động cộng hưởng một ít tài nguyên cho mình hữu trợ giúp mình vương điện phòng ngự loại đan dược này còn là tiền thiền tụ linh đan hóa thần kỳ tu vi chỉ cần là được phục dụng một quả thì có thể phục hồi trần nguyên còn có thể có công hiệu trợ giúp đột phá bình cảnh cho dù là tại viễn cổ tiền đại cũng là một loại đan dược phi thượng trần quý trong điện bình vương tôn kho cũng không nhiều lắm lời này đúng là nói rất thật tuy nói thời kỳ viễn cổ tài nguyên nhiều nhưng mà không hề giống tưởng tượng của người ta tình như hỗn độn linh dược tùy ý có thể thấy được trên thực tế tại bất kỳ một thời đại nào, hỗn độn đều khó có khả năng đạt tới tình trạng sản lượng nhiều. Dù sao vẫn là tương đối hy hữu, cũng chỉ con người có thực lực mạnh mới có thể chiếm được nhiều hơn một chút. Còn có công hiệu đột phá bình cảnh sao? Mà lấy địa vị cùng thân phận của tả phượng cũng có chút líu lưỡi không thôi. Thầm nghĩ tiền thiên linh đan không hổ là tiên thiên linh đan, tuyệt đối không phải là linh đan bình thường có thể so sánh. Thân là hóa thần kỳ cường giả, đế tôn của một chủng tộc Tà Phượng có đôi khi cũng rất ủy khuất. Thực được đến tình trạng này, nhưng định bảo tầm thường, đàn dược tầm thường cũng đã không thích hợp cho nàng sử dụng. Linh bảo khá tốt một chút, dù sao trong tộc, đội tỉnh thầm hậu vẫn có một bộ phận hoàn hảo lưu truyền đến tay nàng. Nhưng đàn dược thì làm cho nàng rất phiền buộn. Đừng nói không có đình đàn thích hợp để hóa thần kỳ thực lực tăng lên, mà cho dù là có thì cũng đã bị lịch đại hóa thần kỳ cường giả trành tên nỗi đầu rơi máu chảy. Như thế, tôi đã đa số hóa thần kỳ cường giả, muốn đề cao được thực lực, chỉ có thành thành thật thật, một bước vững một bước, từ từ tu luyện. Chỉ là linh khí cũng rất thiếu thốn. hỗn độn tinh khí, cơ hồ đều không có. Điều này khiến cho những cường giả đạt tới hóa thần kỳ còn muốn tu luyện đi lên nữa, cho dù chỉ có một tấc cũng cực kỳ khó khăn và vất vả. Dùng tư chất hiếm thấy trên đời như tà phượng, cũng bị hóa thần kỳ bình cảnh trà tấn muốn chết đi sông đại vì hỗn độn kìm liên cùng đối động phải điều mạng có thể thấy được hóa thần bình cảnh là tư tra tấn tinh thần con người như thế nào cũng khó trách ta phượng được hài quả tiền tiền đình đàn thì sắc mặt nàng trở nên vui mừng hết lớn bởi vì kế tiếp chỉ sợ phải có một hồi ác chiến ta phượng lúc này liền nuốt vào một quả linh đàn vừa tiếp xúc với miệng thì hóa thành một đạo quỳnh tương y hệt như dược lực theo huyết mạch của nàng thẳng tắp kéo dài đến ngũ tạng lục phủ và kinh mạch hơi chút vận chuyển, linh đan dược lực liền hóa thành chân nguyên vô cùng tinh thuần, nhanh chóng bổ sung đan điền uể oải mà khô kiệt của nàng. Chỉ qua thời gian một lát thôi, ta vẫn đứng dậy, trước kia sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiện giờ đã khôi phục bộ dáng nhuận ngọc nhàn nhạt, nhạt, Trong hai tròng mắt thần thái rạng rỡ, khí thế so với trạng thái đỉnh phong nhất của nàng còn mạnh hơn không chỉ một lần. Chúc mừng tiền bối. Lôi động thành tâm thành ý chắp tay nói. Chúc mừng tiên bối, bệnh nặng kéo dài đã diệt hết Bình cảnh đã buồn lòng Chỉ sợ không lâu về sau Nên có thể đột phá công cùng diện xích, Tù vi tăng lên Sợ dĩ gọi là bình cảnh Bởi vì đó là trạng thái mơ hồ Muốn bóp cổ người, khiến họ hít thở không thông Bất kể thế nào, cố gắng tù luyện thế nào Tù vi cũng không có địa điểm tiến bộ Hôm nay, tù vi của tà phượng Đi tới một đường Dù là chỉ là một đường thôi Nhưng cũng là dấu hiệu bình cảnh đã buồn lòng Bình cảnh chỉ cần có buông lòng liền như là trứng gà đã có khe hở, chỉ cần dùng hết sức bình sinh thì sẽ dần dần đột phá. Mà một khi đã đột phá, thì chỉ trong nháy mắt, tù vi sẽ tiến vào đến thời kỳ tăng mạnh, cho tới khi gặp được một cái bình cảnh tiếp theo. Chuyện này chỗ tốt đã chiếm hết của ngươi rồi. Ta phượng tâm tình vô cùng tốt, càng xem đôi động càng thuận mắt. Tuy nói, cùng đôi động những ngày này giống như là thời gian gặp nhiều tai nạn. Nhưng mà cố sự nàng càng nhiều, thì các loại kỳ ngộ tự hồ cũng theo nhau mà đến. Vốn là thu được hỗn độn kim thiên, sau đó lại thu phục được quyền xà. Về sau lại là có một đầu đụng vào bình phường điện, tượng trưng là thiếu chút nữa gặp bất trắc. Lôi động lại cứu nàng một mạng, còn lừa dối, rồi là ngay cả nàng cũng không từng thấy tiền thiệt linh đàn, trợ giúp cho nàng đột pháp bình cảnh. Xem như họa này là có phúc đàn xẹt. Bình cảnh mà nàng kẹt cả đời, không tình tiến tu vi thêm một bước, thì ngược lại giờ này đã buồn lỏng khiến cho tâm tình của tà phượng vô cùng sung sướng thỉnh thoảng sẽ có kỳ tích phát sinh khiến cho nàng bất ngờ tiền bối nói đi đâu vậy nếu không có tư chất bản thân tiền bối hiếm thấy trên đời lại là nhiều năm mài mòn bình cảnh cầm được kinh ngộ người ngoài hiếm thấy cũng khó mà không thể đột phá bạn bối cũng không dám nhận hết công lao Lời động khách khí từ chối một câu rồi lại nói sang chuyện khác nếu tù vị của tiền bối đã khôi phục như vậy chúng ta hào hào tính toán một phen đi lôi động vừa dứt lời một cái khôi lỗi màu vàng xanh nhạt liền là áp lấy huyền Xà tội nghiệp trở lại huyền xã tuy rằng cũng bị thụ một chút ít thường thế tổn thân cũng chút trần nguyên nhưng hắn tuyệt đối không dốc sức liều mạng như tà phượng mà hao hết lực lượng trần nguyên bộ dáng đau khổ kia càng giống như đang giả vờ hơn Tà phượng thấy hắn một bộ dạng nhằn nhó liền lấy ra một viên đàn dược chữa thương ném cho huyền xả lạnh lùng nói đồ vô dụng hào hào chữa thương của người đi Tà Phượng sao có thể chịu bằng tiền thiền linh đan cho huyền xa phục dụng. Đàn dược vừa quăng ra là có tác dụng tùy thần chữa thương của nàng mà thôi. Mặc dù đối với hóa thần cường giả, khôi phục thường thế có chút công hiệu. Nhưng so sánh với tiền thiền tụ linh đan thì khác biệt như thiền và địa, một trời một vực. Huyền xa tội nghiệp tiếp nhận đàn dược, vừa định trốn một bên, một bình chữa thương, thì đột nhiên lôi động hồ một cầu khoản đã. Tà Phượng tiền bối, vạn bối có một miếng tiền thiền linh đan phòng thân là được. Một quả còn lại liền đưa cho huyền giả tiền bối phục dụng đi. Lôi động không đau lòng, điều khiển thần niệm nhẹ nhàng đem một quả tiền tiền tình đàn giao cho huyền giả. Lôi động, như vậy thì làm sao được? Ta vẫn kinh ngạc, dị thường mà nói. Tiền tiền linh đàn trần quý dị thường, dùng tu vi của ngươi, nếu như tu vi gặp bình cảnh, chỉ cần ăn một quả thì bảo đảm có thể đột phá bình cảnh. Huống chi, viên đan dược này chính là cực phẩm linh đàn tranh đấu bảo vệ tánh mạng Tại sao có thể đưa cho nó chứ? Lội động trên thực tế đối với huyền xa đã sớm có một ít suy nghĩ riêng. Tiền tiền linh đàn tuy rằng trân quý, nhưng so với việc một kẻ có sức chiến đấu hóa thần thì là còn thực dụng hơn vô số đặn Ném ra một mài đàn dược đi ra ngoài, làm chút đầu tư cảm tinh, đã có thể cho tà phượng cảm kích, còn có thể để cho huyền xa trong lòng còn có xúc động. Một phần lễ vật đổi lấy hai cái nhân tình. Loại mua bán này sao mà lôi động không làm chứ? về sau nếu đổi động lên tiếng hướng tà phượng vận huyền giả dùng một lát, dựa vào quan hệ hiện tại của song phương, lại cống thêm một phần nhân tình này, thì tà phượng lại có thể nào không cho vượn? Của ông trì, hiện tại người của linh giới tới, nguy cơ đang ở trước mắt. Nếu như không đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết, ai cũng đấy không được chỗ tốt đâu. Huyền giả tuy rằng bởi vì khuyết thiếu đủ đoạn linh bảo cùng công pháp mà làm cho chiến lược kém bộ chút, bật quá lại nói như thế nào, cũng là một tù sĩ có sức chiến đấu hóa thần kỳ. Trong chiến đấu có thể tạo nên tác dụng không ít. Ngày lập tức, lôi động thành đạm nhàn vân mà nói, ta phượng tiền bối, người mười năm làm thủ hộ giả cho ta chữa thương, đừng nói chính là một quả tiền tiền linh đan, coi như là bốn tính mạng của vạn bối, thì vạn bối cũng không nhằn nửa cái lồng mày. Người của yêu linh giới tới đây không phải là chuyện đùa, có nguy hiểm rất lớn. Nếu có huyền giả tiền bối ở bên hiệp trợ, thì an toàn sẽ tăng lên vô số lần tuy rằng gọi bằng tiền bối khiến cho tà phượng nghe được có chút trói tai nhưng mà lôi động lại bày tỏ trần tình như thế khiến cho trong lòng của tà phượng sinh ra cảm giác ấm áp không nói nên lời nàng không ngăn cản huyền xà để đàn dược nữa trong đôi mắt của nàng hiện lên sự nhu tình càng thêm mạnh huyền xà không biết vật ấy là trân quý thế nào nhưng từ trong lúc nói chuyện với nhau thì nghe ra viên thuốc này rất bất phàm vội vàng tiếp nhận nuốt luôn rồi ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương cảm thụ được sự tính mãnh liệt tràn tới cùng với lực lượng tăng thêm mãnh liệt khiến cho huyền xà tâm tư đơn giản càng thêm cảm kích đổi động tiểu bạch kiểm này tự hồ còn tốt hơn chủ nhân vô số lần đáng thương cho huyền xà đương đương là một hóa thần kỳ ủ minh huyền xà cũng đã bị tả phượng ngược đãi dạy dỗ đến cửa hồ không còn tôn nghiêm của cao thủ nữa rồi Lời động cũng hò khan một tiếng rồi nói đối phó bên ngoài bà tên yêu linh giới vạn bối ngược lại có chút chủ ý Vạn bối chủ tu công pháp chính là U Bình Đại Pháp, am hiểu nhất chính là quỷ bình thuật mà mình vương điện hạ truyền lại. Mà sau khi vạn bối hơi chút cải tiến về sau, quỷ binh của vạn bối lập tức có sức bật rất mạnh, chính là ngay cả hóa thần kỳ cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vòng mạng. Không có khả năng. Ánh mắt của khôi lỗi bảo bạc dường như là có chút bất mãn, trừng mắt nhìn lôi động. Phàng Phất đang nhìn một kẻ nói mạnh miệng, hắn cười lạnh rồi nói. Mình vương điện hạ luyện chế mình vương phiền, ta cũng từng được chứng kiến. Viện này đều đặt ở trong tay mình vương điện hạ, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Nhưng mà chính là một cái nguyện ảnh trùng dài tù sĩ như người, làm sao có thể trọng thương hóa thân cương giả. Nặng thì mất mạng cơ chứ, quả thực là buồn cười. Còn có chuyện này nữa, người có tư cách gì, dám xưng cải tiến bí thuật của mình vương điện hạ chứ? Lôi động chướng mày, ngược lại không có nổi giận. Khổ lỗi vào bạc nói cũng có chút có lý. Theo lẽ thường, đến suy đoán thì một cái nguyện ảnh trùng dài tù sĩ làm thế nào cũng khó khăn trọng thường hóa thần cường giả cho dù là vận dụng tiền thiền linh bảo cũng khó làm được chuyện này vừa định giải thích một phen thì chỉ thấy tả phượng có chút khổng phục cười lạnh mà nói ếch ngồi đáy giếng các người sinh tồn tại thời xa xưa địch giang rất dễ dàng liền tu luyện tới cao giai con lỏng kiều ngạo cũng có thể đi giải nhưng mà các ngươi là những người được hưởng thụ tài nguyên dồi dào làm sao có thể biết được khó khăn của chúng ta khi sống trong tình trạng cằn cỗi tài nguyên. Nói như bọn cô đường ta đây, dùng binh vượng trì thần hai ba trăm năm liền thành tựu nguyên anh, bảy tám trăm tuổi chính là hóa thần sơ giai cường giả. Dạ. Từ chất như thế, nếu đã đặt ở thời kỳ của các người nằm đó, thì hợp thể kỳ không dám cam đoan, nhưng luyện hư kỳ là tuyệt đối, không có chạy thoát được. Mà lao động chưa đủ trăm tuổi cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Loại tư chất cùng tấn cấp tổ, cho dù là đặt ở người nằm đó cũng có thể nói thiên tài đúng chứ? Ít nhất ta tin tưởng, cho dù là tại đây cảnh cỗi tài nguyên, hắn cũng có thể lập nên kỳ tích không nhỏ. Người chính là một hóa thần trùng dài khối lỗi, làm sao dám xem thường hắn? Khối lỗi bầu bạc hơi dững lại, không nói ra được câu nào. Nguyên bản chẳng qua là vì lôi động có cải tiến quỷ bình thuật, mà trực tiếp dẫn xuất phản cảm của hắn. Lúc này mới là có một câu bác bỏ lời nói của lôi động. Hắn cả đời này đối với mình vương là sùng bái nhất, kính phục nhất. Bị ta vượng quát mắng như vậy, tơ hồ mới nghĩ lại. Người trẻ tuổi trước mắt kia, hôm nay tù vì tự hồ không cao, nhưng tiềm chất thì thật là tốt, tuyệt đối không kém hơn bình vương điện hạ lúc còn trẻ. Quấn trì, hôn độn trí bảo của bình vương điện hạ đã bị hắn triệt để hôn luyện. Có lẽ tương lai hắn thần có thể kế nhiệm bình vương địa vị cũng không có chừng. Lúc này, cũng thủ liễm đội khí, dùng giọng nói xin lỗi mà lên tiếng. Việc này đã ta quá mức lo lắng, khẩu khí không tốt, kinh xin tiểu huynh đệ chớ trách. Dùng tâm cảnh lâu động, làm sao mà lại để tâm bà chuyện còn con này? Hắn lộ ra vẻ tươi cười rồi nói, thì vệ tiền bối căn cứ đẽ thường có chỗ nghi kỵ là chuyện bình thường của con người. Nhưng vạn bối nói về cải tiến bí thuật thì chưa từng có chỗ khoách đại. Bỗng nhiên khôi lỗi bảo bạc là một hồi trầm mặc, hiển nhiên là đang cùng bình vườn điện khí đình cầu thông. Mới trôi qua một giây lát, khôi lỗi bảo bạc đã nói, lôi tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể làm trọng thương một cả cường giả yêu đình giới, cũng nghiệp trợ giúp bọn ta đánh đuổi yêu đình giới, thì đã lập công lớn cho mình vương điện. Chúng ta liền có quyền đối với ngươi tiến hành bàn thưởng. Việc này phù hợp với lợi ích của mình vương điện, cũng không tạo thành vượt quyền. Sao? Nếu là lôi động, thật có thể làm được, vậy muốn thưởng hắn hai cỗ hóa thần khôi lỗi với tư cách hộ vệ được không? Ta Phượng vừa nghe đến có chỗ lách luật, lập tức nàng vội lên tiếng mở miệng sự tử ngoạm ngay nàng tập phần tỏ tương. Một cổ hóa thần khôi lỗi có khả năng mang cho đội động lợi ích vô cùng tỏ lớn. Đã có hóa thần khôi lỗi, sự an toàn của đội động càng thêm đảm bảo. Có thể một mình xuất nhập một chút địa phương nguy hiểm mà sưu tầm tiên tài địa bảo hiếm thấy cũng không lo. Khổ lỗi màu bằng lập tức bác bỏ nói. Điều đó không có khả năng. Chúng ta là bình vương điện, hiện tại có thể động dụng thị vệ, chỉ vẹn vẹn có bốn cỗ. Thiếu một thứ cũng không có được, nhưng sẽ ban cho người một loại phần thưởng khác. Các người một ít hóa thần kỳ thị vệ đến tột cùng xảy ra vấn đề gì mới hư hào hay sao ta phượng nhanh chóng trì vấn ở bên trong điền đại dài răng rặc tuy nó nơi đây tương đối kín đáo nhưng vẫn sẽ có cường giả trầm nhập đấy rất nhiều khối lỗi đều là lần lượt trong chiến đấu từng cái mà hư hao trong ánh mắt của khối lỗi màu bạc tự hồ có chút chán nản mà nói rất nhiều khối lỗi chiến tổn hại nếu như về sau kỳ thần đều có cơ hội có thể chữa trị nhưng bởi vì minh vương điện hạ không ở nhà những khối lỗi tổn hại lại vô pháp tiến vào trạng thái ngủ say đều là thần hồn giả yếu mà chết đi mọi người đều biết chỉ cần không có thể đột phá nhân thần hợp nhất tiến vào sánh ngang cùng tiền địa thì bất kể là nguyên anh cũng tốt nguyên thần cũng thế đều dần dần giả yếu mà chết chúng ta là những khối lỗi này sợ dĩ có thể sống đâu như vậy chủ yếu là dựa vào hồn bề mà vượt qua thời kỳ năm tháng dài đằng đẵng đó Tạ Vượng đương nhìn biết rõ trực tiếp đòi hỏi hóa thần thị vệ hoàn hảo tuyệt đối không có khả năng chẳng qua là ra giá trên trời mà thôi vợ nghe nói là cũng không có hiếu kỳ thiếu khôi lỗi hư hào nàng lập tức liền bắt đầu thử giảm xuống nhu cầu mà nói yêu cầu của chúng ta cũng không cao lần này nếu là có thể đánh bại người của yêu linh giới thì chúng ta hy vọng có thể đạt được 10 bộ khôi lỗi tổn hại với tư cách thù lao ban thưởng 10 bộ thì quá nhiều chỉ có thể hai bộ thôi dù sao cho dù là khôi lỗi chiến đấu tổn hại thì cũng là tài sản quý giá của bình vương điện hạ cực kỳ giá trị đấy khôi lỗi màu bạc thu được chỉ lệnh bắt đầu ngay tại chỗ trả giá không có khả năng hai khôi lỗi ngay cả một cỗ hoàn hảo đều không thể gom góp ra huống chỉ chúng ta còn muốn đi sưu tầm thần hồn hóa thần kỳ luyện chế thành nguyên thần khôi lỗi nữa kìa Tạ phượng lắc đầu cho dùng một tấc đất nhất định phải tranh giành và nói ít nhân phải có chín bộ khôi lỗi huống chi lần này nếu bọn ta mà không tận tâm tận lực tác chiến, cả người trong nháy mắt, bốn khối lỗi còn lại, chiến đấu cũng bị tổn thất. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, chính các người tự cân nhắc đi. Mình vương điện chúng ta xong đời, thì với tác phong của người thượng giới, mấy người các người cũng khó thoát khỏi cái chết. Tôi đa chỉ có thể ba bộ. Ta phượng cùng cô lượng bảo bạc bắt đầu như là mua thức ăn ở chợ. Bắt đầu người tới, ta đi, có game mà cả. Từng người kể rõ lý do, nhưng do ở bên ngoài còn có mấy tồn tại cường đại uy hiếp, nên các nàng ngược lại rất nhanh xác định số liệu cuối cùng, sáu khối lỗi tổn hại. Bật quá cũng bởi vậy, có thể khẳng định kế đình quản lý mình vương điện nhất định là nữ nhân. Bên này, một thảo luận chấm dứt, tỷ Huyên Sa cũng đã tọa hoàn tất, tinh thần uể oải không chịu đổi đúc trước đã được khôi phục nguyên vẹn, tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh phong. Một đám người cũng không dám có trì hoãn, trực tiếp hướng biên giới hộ thuẫn bị công kích mà đi bên cạnh vừa phi hành, lôi động vừa nói. Một lát nữa đợi ta bố trí thỏa đáng về sau, để cho mình phương tiện khí tinh tiền bối mở ra trước một lỗ hồng nhỏ. Đối phương đều dám can đảm đối đuôi nhau mà vào. Chúng ta đây tương đối dễ dàng, bất quá khả năng như thế không lớn. Dù sao đối phương là những tên cáo già đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Chúng ta cần có thảo luận khả năng dễ xảy ra nhất. Chính là cần đồng thời đối mặt với ba tiền cường giả của đối phương. Từ bề ngoài và linh hồn của đối phương có thể phán đoán chui nhỏ ải tử cao thâm mạc trắc tạm dùng căn chặn đảm chủ mà xích luyện thần xà tốc độ chỉ sợ sẽ không quá chậm chỉ có hoang cổ chiến đấu cự nhân ửa thích cận chiến tốc độ sẽ không quá nhanh có lẽ là mục tiêu tiêu diệt tốt nhất chỉ cần có thể tiêu diệt hoặc trọng thường bột tên trong số đó thì như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản rồi mọi người nhao nhao thảo luận bột phen về sau rất nhanh xác định chiến thuật đối phương mặc dù đã ba phần thân của đạo yêu quái đều tuyệt không phải là kẻ có thực lực đơn giản. Nhưng đối phương cũng không phải nửa điểm ưu thế cũng không có. Bốn cổ lỗi cộng thêm tà phượng cùng huyệt xà. Có thể nói, lục đại hóa thần ở đây, cho dù là dùng hai địch một, thì cũng sẽ không quá rời xuống hạ phong. Huống chi, còn có dị thuật của lồi động, đòn sát thủ ở đây. Quan trọng nhất là địch mình tà ám. Trong lòng đối phương cũng không chắc dám phóng tay mà làm. Không vào đầu, mọi người liền lặng yên không một tiếng động đến khu vực biển giới. Vì bảo đảm an toàn, mọi người trước tiên đem lôi động bảo vệ ở trong. Lôi động pháp quyết vừa bấm, vốn là đem bình diệm u quỷ phiền gọi ra. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lôi động đem đám quỷ bình luyện chế thỏa đáng từng con gọi ra. Trước là một đám tự sát quỷ, chúng đã do những âm hồn kém cỏi nhất luyện chế mà thành. Số lượng phần đông, những ủy lực tự bạo lại có thể so với một kích toàn đực của kim đàn sở dài tù sĩ. Nhưng chưa xem thường loại uy lực này một cái, hai cái, cho dù là mười đầu, trăm đầu, đều tự bạo, không có uy hiếp gì tới hóa thần cường giả. Nhưng mà mấy ngàn, hơn một vạn, thậm chí là cấy vạn, mấy vạn, cũng không ngừng tự bạo. Hóa thần cường giả, tuyệt đối không có khả năng chịu nổi. Giận nhanh, chung quanh liền rậm rạp trăng chịt, hiện đây, một bầy quỷ tự sát, từng con, từng con hình tượng quỷ dị. Một đám lơ lửng giữa không trung, bên trong như chầu chấu, tuy thời chuẩn bị xuất trình. Số lượng trực tiếp vượt qua 5 vạn, xem vào phương trận, nhìn không thấy đầu đâu. Đây cơ hồ là hàng tồn kho của đôi động hiện nay. Ta vẫn biết rõ ủy được vật ấy cũng chịu liếu lưỡi không thôi. Đôi động này sợ là ở bên trong nguyên anh kỳ chính là nhân vật nguy hiểm nhất. Lục trường trùng đế chính là ăn thiệt thòi lớn mà thoáng chốc bị trọng thương. Ngay cả cơ u phệ hồn trùng, trận pháp đều bị tàn vỡ. Tự sát quỷ giá rẻ đến cực hạn, mà bụng lớn pháo quỷ chính là một đòn sát thủ hạng nhất của nội động nhưng luyện chế pháo quỷ bụng bự thì có yêu cầu khắt khe hơn một chút bởi vì chúng thực sự không phải là duy nhất một đàn tiêu hao phẩm cần bốn trường kỳ sử dụng bởi vậy lôi động đối với bụng lớn pháo quỷ tế luyện tương đối là hạ khắc hôm nay một một con bụng lớn pháo quỷ phát ra khí tức ít nhân cũng có thể so với khí tức trúc cơ kỳ cao dài tu sĩ mà bụng lớn pháo quỷ một phát đạn pháo ủy lực cũng cực kỳ là không tầm thường tuyệt đối là sẽ không chênh lệch với tự sát quỷ hơn nữa, đạn pháo tốc độ muốn viễn siêu còn hơn cả tốc độ phi hành của tự sát quỷ. Bùng pháo quỷ to, lớn trước mặt đồi động, xếp ra hơn vạn đầu. Hiện lên hình bán cầu theo thứ tự hướng ra phía ngoài xếp đặt. Họng pháo trực tiếp nhắm ngay bên trong hộ thuẫn. Trong đó phát ra uy lực kinh khủng nhất, phải kể tới ba con cầm đầu. Mỗi một bột con đều lộ ra khí tức, làm cho người ta hít thở không tông. Đó là những con lồi động nhiều quý nhất. Chúng đều là nguyên anh tỉnh phong do lội động luyện chế mà thành. Vì được một phát đạn pháo bình thường thì cơ hồ muốn tiếp cận với một kích tiện tay của hóa thần cường giả. Sau khi bố trí trận pháp thỏa đáng, ta phượng thấy là một đầu bồ hôi đầm đìa. Những cổ lỗi không biết những vật này đáng sợ, nhưng tà phượng nàng thì biết được rất nhanh dị sợ. lôi động tựa hồ cũng qua biến thái đi. Bên trong cờ xí lại chứa nhiều quỷ bình đến như vậy. May mắn mình là một bực nắm không đánh nhỏ với hắn, không có khả năng cho hắn thời gian thông dong bố trí loại tuyệt sát trận pháp, nếu không thì chỉ cần một chút không cẩn thận, ngay cả tính mạng của mình cũng mất trong tay tiểu tử Nguyên Anh Kỳ này. Ngoại trừ đại lượng bụng lớn pháo quỷ ra, thì Lôi Động còn triệu hồi ra mấy ngàn chữ khí quỷ, có thể cảm đoàn, bụng lớn pháo quỷ lần thứ hai bóp cò không bị thiếu đạn. Về phần quỷ thứ, Lôi Động đem đó thu vào cực phẩm dưỡng hồn tháp. Tuy đó quỷ thứ đã là nguyên ảnh cao dài quỷ vương, nhưng dưới tình huống chiến tranh cấp độ này thì tu vi của nó sợ là không đủ. Lội động đang suy nghĩ làm thế nào để gia tăng thực lực cho quỷ thứ tê hóa thần kỳ. Chuyện này tuyệt đối không phải là lôi động đang là tự sướng. Hôm nay, lội động bà phèn mấy bận đột phá. Đến nay đã là nguyên anh trùng dài tu sĩ. Tự kiểm tra một chút thì phát hiện cường độ thần niệm của mình đã có thể so với thần niệm của nguyên anh đỉnh phong bình thường. Muốn điều khiển một hóa thần kỳ quỷ bộc, đương nhiên vẫn cảm thấy miễn cưỡng, không được. Chỉ là cuối cùng lần này lôi động tấn cấp đã đem nguyên anh sơ dài đỉnh phong đến cửa khẩu lớn nhất là nguyên anh trùng dài đột phá nhưng ngày tháng kế tiếp chỉ cần bỏ chút công phu tù luyện hao phí nhiều thiên tài địa bảo từ chất từ nguyên tấn cấp đến nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong đã là chuyện tình thuận lý thành trương không cần phải nhắc tới lôi động tin tưởng một khi hắn đến nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong cũng đã có thể miễn cưỡng khống chế một hóa thần sơ dài quỷ vương chương ngại duy nhất chính là như thế nào mới có thể để cho quỷ thứ đột phá đến hóa thần sơ dài quỷ vương quỷ thứ chỉ xuất thân là cực phẩm linh quỷ có thể tân cấp đến loại trình độ này gần như là đỉnh phòng từ chất của hắn rồi muốn dựa vào thôn vệ thần hồn bình thường thì có cắn nuốt nhiều hơn nữa cũng vô dụng đương nhiên lôi động tạm thời cũng không có thời gian đi làm mấy chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa lại nói nhìn cảnh tượng trước mắt đội động bố trí thỏa đáng mọi việc liền lập tức vận hành u minh quỷ khí trong lúc nhất thời hắc khí lượn lờ cuồn cuộn che phủ đại quân quỷ khiến chúng không ngừng gia tăng sức mạnh ngày tiếp theo uy lực của u minh quỷ khí cũng thăng cấp không nhỏ cộng thêm thực lực nguyên anh trung kỳ có thêm u minh vận chuyển sợ là chắc không biết kém hơn tồn tại nguyên anh đỉnh phong bao nhiêu mà u minh quỷ khí của đội động lại cực kỳ tinh thuần những quỷ binh khi cắn nút quỷ khí từng con từng con như là đánh thuốc kích thích tạo thành màu đỏ tươi uy lực sợ là tăng thêm mấy phần ngay cả hóa thần kỳ huyền xa cũng chạy tới cọ lấy u minh quỷ khí từng gụm từng gụm mà hấp thu sau đó hắn trở nên phấn khởi cực kỳ một bộ chiến lược đại tăng phàm đã u minh yêu thú nếu đã tràn ngập u minh quỷ khí trong hoàn cảnh tác chiến không đơn thuần là sức chiến đấu sẽ có tăng cường lực chiến đấu cũng gia tăng thật lớn phải nói trước đó huyền xa đánh công đại một khối lỗi màu vàng xanh nhạt nhưng nếu đã hấp thu đại lượng u minh quỷ khí tinh thuần của lôi động thì dù cho đánh công đại cũng là tuyệt đối không có thua. Từ nghĩa trọng đi lên mà nói, mình phượng dân tộc cũng thuộc về u minh hệ yêu thú. Tây huyền xà được chỗ tốt thì lập tức chạy tới hấp thụ u minh quỷ khí. Ngoại trừ đôi động ra, những người còn lại cũng bận rộn chuẩn bị. Nhận đặt tả phượng, linh bảo hắc phượng kỳ của nàng cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Chỉ cần cho chút thời gian bố trí, uy lực đồng dạng không có tầm thường. Khổ lỗi cùng huyền xà cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời ngành đón chiến đấu dựa theo sách được khí linh lúc này để cho hộ tuẫn hiện ra một chút dấu hiệu không chống đỡ nổi khiến cho mấy tên yêu linh giới đang công pháp bên ngoài thần thái vui vẻ liên tiếp tuôn ra thêm mấy quyển hung ác ngạnh xanh đánh ra một đốt thủng hơn một trượng vừa đủ để đạt nạp thần cao mấy trượng chui qua hoàng cổ cự nhân là kẻ có chiến lược cường đại nhất trong đám ba người nhưng ý nghĩ lại tương đối đơn giản trải qua nhiều năm tiến hóa từng ngày từng ngày không có quá nhiều biến hóa vô ý thức liền muốn chui qua nhưng huyết đồng tử chù nhỏ áo đen lập tức dùng thanh âm khiển trách mà nói đạt nạp trở về đây là bẫy rập đấy đạt nạp cùng bị xà bất đồng tên này tương đối trung thực và nghe lời lúc này hắn ngừng động tác của mình lại sau đó thành thành thật thật bay trở về huyết đồng tử người cũng quá cẩn thận đi di tích của mình phương điện đã trải qua nhiều năm như vậy trong đó có thể có nguy hiểm gì đây bị xà ưa thích chống đối cười lạnh không ngừng mà nói. Thông đạo mà đạt nạp thật vất vả mới nện mở cho hộ thuẫn. <laughs> Dựa theo năng lượng hộ thuẫn đều lại, thì ít nhất đạt nạp còn cần một nén nhang thời gian mới có thể bổ trong một lỗ thủng. Thanh âm của huyết đồng tử có chút khàn khàn, hắn khinh thường nói. Rất hiển nhiên là đối phương đã bố trí tốt bẫy rập, cố ý dụ dỗ, dỗ chúng ta đi vào, sau đó đánh cho bọn ta trở tay không kịp. Mi sa, nếu những người cho rằng không có bẫy rập không bằng đi vào trước tìm đường đi. Mỹ giả cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ở đâu chịu độc thân mạo hiểm đi vào nơi không biết trước điều gì. Năng nở nụ cười phong tình kiểu mị rồi nói, viên đồng tử, lão đường nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chị băng và hai người các ngươi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho sao. Mỹ giả, ta không có nhiều tình lực đi cãi nhau với người như thế. Viên đồng tử hít một hơi thật sâu rồi nói, ta và ngươi có cái gì ẩn oán vẫn nên dựa vào bản tồn bên trong linh giới đến giải quyết là được. Hôm nay, từng người tự tổn thần hồn hàng lâm hạ giới. Hết thảy chính là vì hoành đô đại nghiệp của chủ thượng. Ta hy vọng người có thể tạm thời buồn đi ăn oán. Ba người đồng lòng hợp tác, thuận thuận đợi đợi mà hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng giao cho. Nếu không, vấn đề cuối cùng lại nằm trên người của ngươi. Người đương nhiên biết rõ thủ đoạn của chủ thượng rồi. Mỹ giang nguyên bản vốn dựa vào chủ thượng tới dọa huyết đồng tử nhưng nghĩ đến thủ đoạn kinh khủng kia của chủ thượng cũng không khỏi ngạnh xanh xanh dùng mình một cái không dám lùng tùng làm rối rắm chuyện này nữa thế tạm thời tính chế trụ bị xà huyết đồng tử cũng không có tiếp tục truy kích ánh mắt âm hàn của hắn nhìn chăm chăm vào cây lỗ đen ù lãnh cười lạnh hăng hắc rồi nói bên trong bất kể là tồn tại gì hãy nghe đây tin tưởng các người cũng đoán được lai địch của chúng ta hãy thành thành thật thật đem trí bảo của mình vương giao ra đây biến cho mọi người bất hòa khí rồi lại làm bị thương nhọc. Nếu như các người chịu phối hợp, thì huyết đồng tử ta có thể dùng bản tôn sẽ lập tức tự hủy phần thân, tuyệt đối không có trần trở. Chí bảo của Minh Vương ư? Đôi động cùng ta vẫn nhìn nhau, tất cả có chút suy nghĩ là đoán xem chí bảo của Minh Vương là vật gì. Cổ lỗi bầu bạc thấy kế sách phục kích đã thất bại, liền rất quát cười lại đáp đời. Nếu là bà bản tôn của các người tới đây, thì các người muốn cái gì chúng ta tuyệt đối không có hài lợi. Buồn cười chính là chỉ vậy bà bộ phần thần hóa thần kỳ nên muốn uy hiếp mình vương điện của chúng ta. Thật sự là buồn cười. Nếu các người có bản lĩnh thì tự mình tới mà lấy đi. Tốt, rất tốt. Không thấy quan tài thì không đổ đệ. Đừng cho là ba phân thân của chúng ta chỉ có tù vị hóa thần kỳ mà dám can rỡ. Viết đồng tử cười lạnh thiên tục rồi nói Kim yêu, cho những tên hạ giới này kiến thức cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả hợp thể kỳ đi. Lúc này, huyết đồng tử kháp động pháp quyết, quanh thân tràn ngập từng đợt yêu vụ tình hồn hồng sắc. Yêu vụ lưu truyền, lập tức ngưng tụ nổi lên một biển máu lớn. Trong biển máu, mùi máu tanh công ngừng quay cuồng, một chuyện tình cực kỳ quỷ dị mà làm cho người ta hít thở không thông xuất hiện. Nguyên một đám bọt nước bắt đầu ngưng tụ nổi lên từng nhân ảnh huyết sắc chậm rãi bay tới không trung. Không thêm một lúc sau, số lượng điện đạt đến mấy trăm, một con số gần như một ngàn đầu từng thân ảnh huyết sắc xấu xí mà dữ tợn quanh thân chúng chảy ra máu tươi tanh đồng rồi lại mọc ra bóng vút, sắc bén rằng nành nhọn hoắt như đã yêu mà hùng hãn huyết khôi lỗi à trang cảnh vừa hiện ra khiến cho mọi người đối với chuyện này không có kỳ lạ cho lắm đây là một loại pháp thuật cực kỳ quỷ dị mà uy lực mạnh mẽ mười phần từ thời xa xưa đã dâm lưu truyền bên trong ba tộc hôm nay các tộc đều vẫn còn có người tù luyện từ nhiều huyết ma thuộc hạ của lôi động chính là tu luyện công pháp cùng loại phương thức dị thường hung tàn này. Làm cho cảm thấy sợ hãi nhất chính là lượng phần đông huyết hồi đổi, mỗi một con đều có thực lực nguyên ảnh sơ dài, tròn vẹn mấy trăm gần một ngàn con, số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Quả thân đúng như câu nói của huyết đồng tử, đừng bởi vì bọn ta hiện tại chỉ vẹn vẹn có hóa thần lực lượng mà coi thường chúng ta. Nói như thế nào thì ba tên này đều có bản tồn thực lực hợp thể kỳ, thủ đoạn của chúng đâu phải là tầm thường cùng chiều chiều này do huyết ma thị triển thì là giống như trời và đất vậy. Nguyên Anh sở dài huyết khổi lỗi nếu chỉ là vẹn vẹn có một cái với nhóm cường giả ta phượng tùy tiện ai đi ra đều không cần hai hiệp thì có thể đánh chết. Nhưng nếu số lượng đồng hơn thì sẽ chuyển từ lượng thành chất. Hóa thần kỳ cương giả tùy mạnh nhưng nếu đối mặt với chiến lực nguyên Anh như thế chỉ còn được chạy trốn không dám dây vào. Rất nhanh số lượng huyết khổi lỗi đột phá hơn một ngàn, nhưng mà không sai biệt lắm, đã đạt tới cực hạn của huyết đồng tử. Cho dù là bản tôn của hắn có ngưu bức đến cỡ nào đi chăng nữa, thì phân thân của hắn cũng chỉ có trình độ hóa thần kỳ tu vi. Đối với điều này mà nói thì đã quá là nghịch thiên. Trong con mắt âm hàn của huyết đồng tử, sẽ qua bốn tiệu uể oải, nhưng ngoài miệng thì cuồng tiếu mà nói. Bổn tôn giả ngược lại muốn nhìn các ngươi, một đám ô hợp ở hạ giới có thể đối phó với huyết hải triều dân của bản tôn như thế nào. Huyết hải triều dân, giết cho ta, giết chó gà cũng không tha. Trọn vẹn hơn một ngàn huyết khối lỗi, nhào nhào hóa thành từng đạo tan ảnh bao hồng, tạo thành những đạo huyết vụ tinh hồng sắc từ trong hắc động hơn một trượng chùi vào. Loại huyết khối lỗi này có vẻ như hữu hình nhưng vô thể. Hơn một ngàn huyết khối lỗi, thỉnh đỉnh cưng tụ thành một đoàn, thoáng cái toàn bộ chui đi vào. Trong chốc lát, liền phân tán ra hình thành một đại quân khủng bố, mọi người đừng hoảng, vạn bối có thủ đoạn ứng phó. Lôi động thấy sĩ khí bền bình đột nhiên đại giảm, hắn liền lập tức dụng thần hồn hướng ra phía bên ngoài, bà động ổn định trận hình. Chú ý bảo vệ tốt bụng lớn pháo quỷ của vạn bối. Cùng lúc đó, thần điểm của lôi động bắt đầu điều khiển nhóm tự sát quỷ. Đầu tiên, tự sát quỷ số lượng trọn vẹn mấy vạn như sóng chiều mãnh liệt mà đi. Việc khổ lỗi tùy rằng nhìn như hữu hình không có thân thể, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được quy luật mà thuộc về phạm trù tánh mạng. Chúng vừa tới, chui qua, thì đã còn chưa có định thần, thì đã, đã bị tự sát quỷ triều mãnh liệt tràn tới. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, vô số tự sát quỷ bắt đầu bạo tạc nổ tung, uy lực mạnh tới nỗi, khiến cả không gian đều rung động kịch liệt. Một độc tự sát quỷ bạo tạc nổ tung, ngay cả cộng đồng của huyết cồi lỗi đều không gây thương tổn, nhưng đồng dạng, lượng biến sẽ thành biến chất. Đám tự sát quỷ muốn đối phó hóa thần cường giả, có lẽ còn có chút không đủ lực. Nhưng số lượng phần đông những huyết côi lỗi này lại chỉ có tu vi Nguyên Anh sờ dài mà thôi. Trong lúc bạo tạc, từng con huyết côi lỗi kịch liệt ba động, không lưu tính chút nào, bị xé thành từng mảnh nhỏ. Kịch chiến chưa từng trải qua công tác chuẩn bị hay kích động, chỉ trong nháy mắt đã lên tới cao trào. Vòng thứ nhất, hơn vạn đầu tự sát quỷ bạo tạc nổ tung. Trọn vẹn xé nát trên trăm đầu huyết khối lỗi, số lượng những huyết khối lỗi còn lại cũng bằng nhiều vết thương nhưng đây còn chưa phải là kết quả cuối cùng đằng sau tự sát quỷ rậm rạp trăng chít, không ngừng gia tốc như một quả đạn đạo phổ thiền cai địa mà tràn đến liên tiếp từng tiếng bạo tạc nổ tung khổng ngớt không dứt vàng đệt. cùng lúc đó bùng lên pháo quỷ của đôi động cũng bắt đầu phát uy trong tiếng âm âm hỏa lực lục diễm sen lẫn từng quả mình hỏa pháo hợp với quang hoa giống như lưu tình đầy trời vô cùng hoa lệ và đẹp mắt hơn một vạn minh hỏa đạn không chút lưu tình trút xuống ngay cả lôi động cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trạng cảnh mỹ diễm như thế. Không phải lôi động công chịu lưu hậu chiêu, mà theo thói quen của hắn là chiến thuật quần công thập phần tỏ tương. Một khi bị huyết khối đổi thập phần quỷ dị và cường đại của đối phương sát nhập vào bên trong trận, thì khó mà ứng phó nổi. Không những tự sát quỷ cùng bùng đấn phá quỷ bị tách ra, ngay cả sáu người phèm mình bị dây dưa, mà chỉ cần trận hình phèm mình vừa loạn, thì ba phân thân tu sĩ của hợp thể kỳ cường giả sùng phòng liều chết tiến đến mà nói, thì sự tình hỏng vét. Lôi động không được phép nửa điểm giữ được, thoát cái để đem tất cả lực công kích đều trút xuống ra bên ngoài. Những huyết khối lỗi cường đại bị bảo tạc nổ tung một cách điên cuồng. Giữa tiếng kiều gạo thề thảm thành hư ảo, huyết khí tràn ngập, tành hồi ngập trời, giống như một ngục sát tràng. Không nói ngay cả cường giả trận doanh đối phương đều chấn kinh cả rồi. Ngay cả phần thân của bà lão quái hợp thể kỳ đều trợn mắt há mồm nhìn một chiêu cường đại của huyết đồng tử bị phá. Một chiêu đó không hề đơn giản một chút nào. Ít nhất, tuyệt đối không có khả năng chỉ là hóa thần kỳ phần thần có thể thi triển ra. Dù đã phân thân hóa thần kỳ cũng phải đạt tiêu chuẩn trung dai mới có thể thi triển ra được.